Chào các bác, quay trở lại với đồng hồ cổ vang vọng ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới các bác một chiếc đồng hồ cổ của người Pháp, cái thương hiệu mà đã không còn quá xa lạ gì với các bác rồi ạ. Đó chính là thương hiệu Vedet. Chỉ nhìn qua cái phần thùng thiết kế này thôi là chắc chắn rằng các bác yêu đồng hồ cổ cũng đã có thể đoán ra được rồi đúng không ạ? Và đặc biệt hơn, trên chiếc đồng hồ này sẽ là một bộ số nổi mạ chrome và đính điểm trên phần thùng đó là một họa tiết đồng hài hòa phù hợp với phần kính bên dưới. Rất là đồng đều, đồng bộ và đẹp mắt. Em xin được phép tiến lại gần để các bác có thể thấy rõ luôn vẻ đẹp của chiếc đồng hồ Vedet này. Trước hết thì toàn bộ phần thùng này được làm từ gỗ tự nhiên đây thưa các bác. Các cái đường lớp vân rất quen thuộc rồi đúng không ạ? Các cái lớp vân gỗ đối xứng nhau này, cả từ hai phần rìa cánh này cho tới các cái phần trung tâm đều được đối xứng nhau. Và đính điểm ở trên phần mái đây các bác nhé, bên trên mặt số là một họa tiết đồng. Rất đẹp đúng không các bác? Họa tiết hoa văn chỉ cần điểm nhẹ như thế này thôi đủ tạo lên được cái phần gọi là điểm nhấn thu hút cho toàn bộ thiết kế thùng. Và đây, cái phần họa tiết điểm này cũng đồng bộ với phần hoa văn kính vẽ bên dưới các bác nhá. Kính vẽ hoa văn viền bao trùm lấy và bên trong là một phần quả lắc tròn vành sáng đẹp. Phía bên trên đây, một phần mặt số nổi mạ chrome từ thương hiệu Vedet là một thứ gì đó vô cùng đẹp mắt rồi. Chắc chắn các bác nào yêu thích đồng hồ thì luôn luôn muốn sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ số nổi được không các bác? Bởi vì cái sự sang trọng mà nó đem lại. Đó là phần tổng thể bên ngoài, đi sâu bên trong để các bác có thể thấy rõ hơn. Phần thùng nguyên bản rất đẹp các bác nha. Dày dặn các lớp gỗ còn rất là đẹp màu đấy ạ. Các cái phần nẹp kính rồi cho tới bảng lề cũng rất là đẹp các bác nha. Bên dưới đây không thể thiếu được một phần giấy hướng dẫn quan trọng của thương hiệu Vedet, luôn luôn được đính điểm cho phần cánh thùng hoặc là trong phần thân thùng. Các phần tay cót zin này, rồi cho tới phần ốc bắt chống tường. Dầu miễn phí từ vang vọng điều đương nhiên rồi, thước cân bằng và thẻ bảo hành. Mọi thứ trên chiếc đồng hồ này đều còn rất đẹp đúng không các bác? Ngay từ phần ốc bắt cầu đấy các bác này, mọi thứ luôn ạ. Mặt số nổi mạ chrome này thì gần như không vết tích gì nhiều rồi. Em xin được quay cận cảnh kỹ từng nét một để các bác có thể thấy rõ đây. Phía bên trên này đây, một củ gông lòng máng với bộ 8 thanh côn thép xanh. Cùng với đó là các cái phần cần khóa đầu vô để các bác có thể hiểu rõ hơn về chức năng của nó. Thì đây em xin được gạt sang. Khi các bác có thể vận chuyển hoặc là không nghe chuông thì các bác có thể gạt sang hai bên như thế này các bác nhá. Là các đầu vô của chúng ta sẽ bị cố định lại. Còn khi chúng ta muốn nghe chuông thì đẩy vào giữa để các đầu vô được tự do. Và âm thanh sẽ được tiếp tục phát ra từ các thanh côn. Bộ côn này vô cùng đặc biệt các bác nhá. Một chiều dài của nó thì vô cùng rồi. Từ phần củ gông cho tới tận đáy thùng các bác nhá. Như các bác có thể thấy qua đấy ạ. Gần như là chạm đáy thùng luôn. Rất là đặc biệt. Rồi, sau đây thì em xin được phép thử luôn tiếng chuông của chiếc đồng hồ này gửi tới các bác. Vâng, và đó là âm thanh của gông thép thưa các bác. Một bộ gông thép dài tạo ra một cái độ âm rất là ngân và vang đúng không các bác? Đặc biệt từ thương hiệu Vedet rồi. Đó là tổng thể chiếc Vedet em vừa giới thiệu tới các bác đây. Một chiếc Vedet thùng bè, mặt số nổi mạ chrome và âm thanh từ gông thép rất là hay. Các bác nào muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ sớm với đồng hồ cổ vang vọng chúng em để nhận được những thông tin chi tiết nhất các bác nhé. Còn sau đây thì em xin phép tạm dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi.